Chào các bạn, hôm nay mình xin giới thiệu với mọi người cuốn sách ảnh có tên là When I Was Seven, tạm dịch khi tôi 7 tuổi của nhiếp ảnh gia người Nhật Rinko Kawauchi. Thì đây là dự án mà cô đã thực hiện cho hãng thời trang Pháp Agnès B. Tuy nhiên thì cô cũng lồng chính câu chuyện của bản thân mình vào để kể chuyện cho người xem. Thông qua cô con gái nhỏ Cao Ru thì cô hồi tưởng về tuổi thơ của mình, quá trình cô lớn lên và tương lai ở phía trước khi còn là một cô gái nhỏ. Thì khi xem cuốn sách thì mình thấy những bức ảnh trong này nó đồng nhất với phong cách thực hành nhiếp ảnh từ trước tới nay của Kawauchi, đó là những bức ảnh luôn tràn ngập ánh sáng và đem tới cho người xem một cảm giác tựa như trong giấc mơ. Ngoài ra thì mình cũng cảm nhận được cái tính chất hoài niệm và sự trôi chảy của dòng thời gian cũng như cái niềm tin lạc quan về tương lai. Và để hình dung rõ hơn về nội dung thị giác của cuốn sách thì mời mọi người cùng mình mở cuốn sách này ra nhé. Đây là bìa cuốn sách. Và When I Was Seven thì có kích thước rất là nhỏ và độ dày cũng mỏng thôi, tựa như một cái cuốn sổ tay bỏ túi. Thì phần đầu của cuốn sách là mở ra với khung cảnh đầm lá mờ nhòe và xào xạc. Như bạn có thể thấy ở đây thì nó tựa như một cái ẩn dụ là đưa lối người xem về những lát cắt tuổi thơ của bé Cao Ru. Khi này thì bé khoảng 3 tuổi. Bé Cao Ru là con gái của Kawachi. Một cái cảm giác đưa lại cho mình khi xem những bức ảnh này, nó rất là tĩnh mịch. Và tác giả đã lồng những cái khung cảnh về thiên nhiên vào để đem tới cho người xem một cảm giác về dòng chảy của thời gian. Ngoài ra đó là chân dung của bé Cao Ru khi em chơi cùng người thân ở trong khung cảnh thiên nhiên, rồi khung cảnh trong nhà. Một cái điểm mình thích ở ảnh của Kawauchi là nó rất gần gũi với đời sống thường ngày. Tức là cô ấy thấy những cái nhỏ nhặt trong cuộc sống không có cái gì là đáng bỏ qua cả, và cái gì cũng có ý nghĩa. Và cô cũng có chia sẻ trong cái thực hành nhiếp ảnh của mình, và cô cứ chụp, nó giống như một kiểu ghi chép lại tư liệu ấy. Và cô không quá suy nghĩ là liệu nó có cái ý nghĩa gì với mình không, và không có chủ đích trước khi chụp. Chỉ sau cái đấy, khi mà xem lại những bức ảnh thì cô mới bắt đầu tự đặt câu hỏi là tại sao mình lại chụp những cái cảnh như vậy. Từ đó mới bắt đầu biên tập thành một cái dự án ảnh. Những bức ảnh này thì cô chụp bằng máy phim medium format, và từ trước đến nay thì đa số cô đều chụp bằng máy phim hết. Thì bạn có thể thấy là những bức ảnh của Kawauchi luôn tràn ngập ánh sáng. Tức là không có quá gì là kịch tính hay ghê gớm trong ảnh của Kawauchi cả. Nhưng mà có lẽ đấy cũng là cái phong cách của cô ấy. Trong cuốn sách này tất cả những trang đều có một cái khoảng trắng ở giữa như này. Đây. Thì mình nghĩ đây cũng là chủ ý của người biên tập, là khi kể về ký ức thì có những cái khoảng trống, ký ức thì không phải lúc nào nó cũng chính xác. Đấy. Tuổi thơ của bé Cao Ru vụt qua. Đây là hai ảnh cuối cùng của phần đầu cuốn sách. Thì bạn có thể thấy tác giả lại chụp cảnh bầu trời và cảnh bé Cao Ru nhắm mắt lại. Và khi nhắm mắt lại thì chuyển sang chương 2 là khi bé chuẩn bị bước vào tuổi thứ 7, mái tóc đã dài ra. Thì đây là cái phần mà Kawauchi bắt đầu chụp cái chiếc áo đỏ cardigan trên người của bé gái. Thì cô cũng kể là khi còn bé thì cô rất ghét phải đến trường và những cái giờ tập thể dục, tập thể dài đằng đẵng khiến cô chán ghét. Cô chỉ mong mình có thể lớn lên để có thể được độc lập và tự do. Và khi đưa cho cô con gái Cao Ru mặc chiếc áo cardigan màu đỏ vốn là thiết kế của hãng thời trang Pháp Agnès B,
thì cô như hồi tưởng lại thời thơ ấu của chính mình. Vào thời đó thì rất nhiều bạn đồng trang lứa ở trường có chiếc áo này để mặc. Vì thời đó tài chính eo hẹp nên cô không có cơ hội được mặc chiếc áo. Vì vậy, chiếc áo cardigan này như một sự kết nối của thế hệ cô với cô con gái của mình. Và hơn nửa số ảnh trong 11 bức ảnh của phần 2 này là hình ảnh cô bé chạy trong khu rừng lấp lánh sáng và nhòe đi theo bước chạy. Đây, mọi người thấy. Thì khi chụp như này là sự khi chụp cái này thì đây là chủ ý của tác giả. Bước chạy như là mở ra một cái cuộc đối thoại liên kết giữa hai thế hệ, ba mẹ và con cái. Thì trong cái lời đề bạt cuối sách thì Kawachi viết cho thời thơ ấu của mình là trong 40 năm nữa thì bạn sẽ tận hưởng cuộc sống với con gái của mình. Và dù phải mất thời gian để đi đến thời điểm này, tất cả đều xứng đáng để sống vì. Thì khi người xem lật dở từ trang giáp cuối này tới trang có bức ảnh cuối thì nó là một cái sự chuyển động và thay đổi rất là nhỏ thôi, nhưng mà nó đem tới cho mình cái cảm giác là cô bé này đang chạy hướng về phía tương lai và cô đi từ bóng râm sang cái ánh sáng như một cái tia hy vọng. Thì người xem có thể thấy là tuy tác giả chụp ảnh cho hãng thời trang Agnes B, nhưng mà chính là cái áo đỏ mà cô con gái Karu mặc trên người, nhưng mà câu chuyện mà tác giả kể về bản thân mình vẫn được lồng vào. Thì qua đó chúng ta có thể thấy là tuy chụp ảnh thương mại thì bằng sự sáng tạo của cái người kể chuyện thì chúng ta vẫn có thể đem tới cảm xúc cho người xem theo một cách nhất định. Cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại mọi người trong các số giới thiệu ảnh.